Nào các bạn nghiêm túc cho các bạn nha. Đáp án đúng của chúng ta là D, cooker. Em sai, con để đáp án đấy. Đứng dậy, ngồi ghế cho cô. Để đáp án nguyên đấy cho cô. Rồi cô mời các bạn bỏ đáp án xuống. Cô đang thấy có một số bạn nói chuyện. Bạn nào mà bị nhắc nhở là sẽ bị loại khỏi sàn thi đấu nhá. Nghe về các bạn có điều dễ nhỉ. Xin mời câu tiếp theo. The answer to a problem: A. Creative. B. Lamp. C. Fail. And D. Solution. 15 giây bắt đầu. Ở đây chỉ là 80 còn đâu để tranh gác rồi.
ở trên cũng có một sân chơi như thế này, rất là kịch tính. Rồi chúng ta sang câu tiếp theo. Question 5. What color is this? A. Red. B. Orange. C. Pink. D. Green. 15 giây bắt đầu. Thank you.
Giờ đáp án. Đáp án đúng là đi. Chúc mừng tất cả các bạn, không bạn nào sai. Tiếp tục câu khó hơn. Rồi, bỏ đáp án xuống. Question 9. Which one is the odd one out? A, B, C, or D? 15 giây bắt đầu. Các bạn trở về vị trí.